Chào các bạn đã trở lại kênh Chuyện Ma tác giả Hàng Bảo. Các bạn nghe chuyện nữa thấy hay, hãy like, comment cảm xúc, đăng ký kênh và chia sẻ kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Bảo các bạn nha. Kênh Chuyện Ma tác giả Hàng Bảo sẽ phát sóng vào lúc 19 giờ mỗi đêm. Mọi người nhớ đón xem, chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì trong buổi tối kể chuyện ngày hôm nay, rất là vui khi được có một cái câu chuyện gửi đến mọi người. Đây là một cái câu chuyện xa xưa. Câu chuyện này thì của ông Tư Lúa. Ông bây giờ thì ông đã sinh sống ở nước ngoài rồi cả nhà. Nhưng mà ông có nghe kênh chuyện của Bảo thì ông nói là ông có nhớ một cái câu chuyện mà khi ông còn nhỏ đó, được nghe những cái người lớn kể lại. Thì câu chuyện này nó quá là xa xưa rồi, nhưng mà câu chuyện rất là ghê, kể về quỷ nhập tràng và một cái ông thầy Pháp. Thì cái ông thầy Pháp này, ông diệt quỷ nhập tràng như thế nào? Và khi chúng ta liên tưởng đến trong nhà lại có một con quỷ nhập tràng mà gia đình lại không hề hay biết, mà trong nhà lại có con nhỏ nữa, thì cái nỗi ám ảnh và cái nỗi đáng sợ đó như thế nào, thì Bảo mời các bạn cùng trải nghiệm vào câu chuyện của ngày hôm nay. Thì vào thời điểm đó thì ở trong một cái xóm này nè, cái xóm này thì ở thưa nhà lắm cả nhà, giống như là cả cây số này nọ mới có cái nhà ở á. Nhưng mà ở cái xóm này thì có được hai cái gia đình, thì mỗi cái nhà cách nhau độ khoảng chừng là 200 thước. Đó là gia đình của bà Hai và gia đình của cái bà Sáu. Hai bà này thì không phải là chị em ruột gì cả, mà giống như là hàng xóm ở gần nhau á. 200 thước là cũng gần nhau dữ lắm rồi. Cho nên là hai bà rất là thân. Từ đó mà hai bên gia đình thân cận với nhau, cũng giống như là người trong gia đình thôi. Ông bà Hai thì có một người con trai duy nhất thôi. Thì cái thời điểm đó thì cái người con trai cũng đã có vợ rồi và sinh ra một đứa con mới tròn 1 tuổi. Nó mới có nằm này nọ thôi cả nhà, chứ nó chưa có biết ngồi nữa. Đó thì cái công việc thường ngày á mà ông Hai với lại cái người con của ông Hai thì chú Hai cả nhà. Nhưng mà thôi bây giờ Bảo gọi là chú Út đi ha, cho dễ kể chuyện. Tại vì có một người con duy nhất à. Chứ để kêu chú Hai, ông Hai nhầm khi Bảo hay lộn cả nhà. Thì chú Út á, với lại ông Hai thì hai người là đi là có một cái chiếc xuồng. Thì cứ đi một lần vậy đó, đi làm công việc là khoảng 3-4 ngày mới về một lần. Thì cái đợt đó là bà Hai bà bệnh thì ở nhà nó có con dâu chăm sóc. Thì thím Út cũng rất là thương bà Hai nha. Tuy là mẹ chồng nhưng mà rất là thương. Cái thấy bà yếu quá rồi. Thì cái đợt đó đó ông Hai với lại chú Út mới về. Thì thím Út mới nói á, anh ơi, anh với tía coi sao á, chứ má dạo này má yếu quá rồi. Ông Hai và chú Út cũng nhận thấy cái điều đó, cho nên là hai cha con mới nói là ráng đợt này nữa đi, rồi tranh thủ gom nhặt làm những cái công việc cho nó xong, sau đó rồi về nhà, chứ bây giờ là không có dám đi nữa. Thì sau một cái đợt đó xong, hai cha con mới về nhà, thì cái đợt đó bà Út, xin lỗi cả nhà, là bà Hai á, bà yếu lắm cả nhà. Bà thôi thớp thì tới cái lúc bà hấp hối á, bà mới kêu là bồng, bà chỉ chứ bà ớ cái miệng thôi, chứ bà không có nói ra được thành tiếng. Mà cái kiểu bà là cái cách của bà là bà muốn là cho cháu của bà lợi để bà dòm. Tại vì bà có duy nhất một đứa cháu nội à, mà nó còn rất là nhỏ, thì lúc đó thím Út mới bồng lại cả nhà. Bồng lại cho bà dòm. Bà dòm xong rồi á, cái bà mới kêu bà chỉ của bên kia đó. Tức là bà kêu bà Sáu với lại bà Sáu bển cũng có hai người con trai. Thì ông Sáu mất rồi cả nhà. Thì bà Sáu bà có hai người con trai, mà người con trai thứ hai á là có vợ và có con. Còn cái người con trai út của bà Sáu á là giống như nó bị khù khờ cả nhà. Rồi lúc đó là đem gửi vô trong chùa, là nó ở trong chùa cho nên là nó không có ở nhà. Ở nhà chỉ có mình là cái đứa con chú Hai, bác Hai, bà gọi là bác Hai đi ha. Bác Hai trai và bác Hai gái thôi. Và cũng có một đứa con trai độ tuổi giống như là con của chú Thím Út, cũng khoảng 1 tuổi thôi. Thì bà Hai bà mới chỉ qua cái hướng bên đó, có nghĩa là bà muốn kêu gia đình đi kêu bà Sáu qua cho bà gặp mặt lần cuối á. Tới phiên mà bà Sáu nè, vợ chồng của bác Hai với lại đứa con bồng qua hết cho trơn, bà coi một lượt xong đó, thì bà lại tiếp tục bà kêu là bà chỉ bà muốn dòm cháu nội của bà lần nữa. Thì Mốc mới bồng ra cho bà coi xong thì bà hước bà chết. Bà tắt thở cả nhà. Do là thời điểm đó đâu có bà con thân thuộc nhiều đâu, ở nhà cách xa vậy mà là ở đây còn không có chuyện làm ăn, phải bơi xuồng đi cái xứ khác để mà làm ăn mà cả nhà. Cho nên là cái việc mà tang lễ này nọ nó rất là hiệu quạnh và điều hiu. Cái
Lúc mà bà mắc á là khoảng 9 giờ sáng. Thì đến khoảng cho bà nằm tới tối trời rồi thì gia đình mới thức canh. Hồi trước người ta sợ cái chuyện mà con mèo nó nhảy ngang này nọ lắm. Đó. Cái mọi người mới thức canh cả nhà. Đến khoảng chừng là 12 giờ mấy á thì lúc đó là bác hai với lại chú Út đang ngồi với lại ông hai ở ngoài trước, thì ba người ngồi nói chuyện. Còn thím Út và bác hai gái á thì đang ở trong nhà và chăm sóc hai đứa con. Hai chị em ngồi nói chuyện với nhau thôi, thì đương nhiên cái không khí mà đám ma nó tang thương lắm. Nói chuyện vậy một hồi cái tự nhiên cái thím Út bà quảng hồn quảng vía cả nhà. Tại vì bà đang ngồi ở trong sau bếp á, cái hướng mặt của bà là bà quay, cái hướng mặt của thím á thì thím quay mặt ra ngoài vậy nè. Còn bác hai gái á thì quay lưng ra ngoài. Thím thấy là bà hai á, bà đứng dậy bà đi xuống cả nhà. Trời Phật ơi, mới chết hồi sáng, đang còn nằm ở trong ở giữa nhà. Thím Út với lại bác hai gái thì ở trong bếp, còn ở ngoài sân là ông hai, rồi bác hai, rồi chú Út đang ngồi ngoài. Thì có nghĩa là bà hai đang nằm ở trong nhà mà nằm ở giữa đó. Thì không biết sao bà đứng dậy bà đi ngay vô á. Thím Út thấy thím Út quảng hồn quảng vía. Thì ban đầu thím mới tưởng là thím dòm thấy cái vong hồn của mẹ mình. Mà ai ngờ đâu, cái dòm kỹ lại thì thấy là bà hai thiệt. Tóc của bà đã xỏ ra rồi cả nhà. Giống như cái áo của bà thì hồi trước người ta hay có cái quan niệm mà người ta lắc cái nút áo á. Thì bà nằm xuống như vậy đó, nó xỏ tóc này nọ đã trên. Rồi khi mà bà đứng dậy rồi nó xỏ sàn ra này, tóc tai nó phủ xuống nhìn rất là ghê luôn. Cái thím Út quảng hồn quảng vía mới làm ớ vậy nè. Mà hai đứa con nhỏ nó ngồi nó khóc quá trời khóc luôn. Nó đang nằm ngủ ngon lành vậy mà tự nhiên nó quá trời khóc. Cái bác hai gái mới thấy là thím Út la vậy đó, mình gặp nó quảng hồn quảng vía mới nói: "Ủa cái gì vậy em, gì vậy em?" Thì thím Út mới đưa tay chỉ về phía sau. Bác hai gái mới quay mặt qua, bác hai gái cũng gặp y chang như thím Út luôn. Mới la lên một tiếng la quá trời lớn liền. Thì ở ngoài trước á mọi người mới nghe. Giờ cái hai ba người mới đi vô. Thì cái lúc mà đi vô thì thím Út với lại bác hai gái á là xỉu rồi, mà hai đứa nhỏ nó khóc quá trời hết trơn. Còn bà hai á thì bà đang đứng bà dòm theo, mà hình như lúc đó là cũng như là mọi người từ ở ngoài chạy vô, cho nên là chỉ dòm thấy cái lưng của bà hai thôi. Chứ nếu như mà dòm thấy khuôn mặt của bà hai, nghe thấy bà lúc đó làm như cái kiểu là bà dòm hai đứa nhỏ không mà cả nhà. Tới phiên mà ông hai nè gặp không thấy vợ mình ở đâu, mới vừa nằm chết ở đó rồi sao bây giờ không thấy nữa, thì dòm cái dáng giống vợ mình mà xõa tóc xuống. Ông mới chạy lại, ông nói: "Trời, cái gì vậy trời, cái gì vậy mọi người, người nào cũng hoang mang hết trơn. Bà hai bà mới quay mặt lại cả nhà, thì thấy trên miệng của bà đó cái giống như cái dòng nước miếng mà nó chảy xuống vậy đó. Nhưng mà lúc này là giống như bà tém rồi, bà lao rồi nghe. Cái bà mới dòm ông hai, bà nói: "Ông ơi, tôi nè, cái gì mà ông quảng hồn dữ vậy?" Bà nói xong cái bà cười. Bác hai trai nè, rồi chú Út này nọ kêu bằng là xanh mặt hết trơn cả nhà. Rõ ràng là má mình đã chết rồi, mà sao bây giờ đứng đó? Ông hai thì cái kiểu là như ông thương vợ. Không phải là chú Út không thương má mình đâu, rất là thương. Nhưng mà lúc đó là những cái tinh thần của chú Út thì nó không có được mà rắn rỏi như là ông hai. Cho nên là chú dòm vô cái chú xanh mặt, chú đứng đờ người ra. Mà bác hai trai cũng vậy luôn. Còn ông hai thì ông dòm nó: "Bà ơi, bà sống lợi hả bà?" Thì tới phiên mà ông hai ông nói cái câu mà "bà sống lợi hả bà" thì bà mới cười. Bà nói: "Tôi sống lợi rồi. Người ta thương tôi, người ta cho tôi về sống với ông với lại con cháu mấy năm nữa." Đó, thì bà nói như vậy cả nhà. Cái lúc đó mọi người mới từ từ định hồn lại, thì mới thấy là thím Út và bác hai gái đang nằm xỉu và hai đứa nhỏ nó khóc quá trời khóc luôn. Cái bà mới kêu, bà nói là: "Ông ơi, thằng Út đi xuống dỗ con kìa, nó khóc quá trời kìa." Thì bà nói cái giọng yếu ớt nha, nhưng mà nói nghe rất là rõ. Nó khác hẳn với cái lúc mà bà hấp hối, bà nằm bà yếu mấy ngày trời mà bà chết á. Thì lúc đó mọi người mới xuống, chạy xuống cả nhà mới giật tỉnh thím Út với lại bác hai gái. Xong xuôi đâu đó rồi đó, bà Sáu bà cũng đang đi qua đi. Bà đi qua thì lạ một điều là bà hai bà dòm bà Sáu thì bà dòm không ra. Bà đâu có biết cả nhà, chỉ là phớt ngang thôi, không có dòm, không có chào gì hết trơn á. Bà Sáu bà quá mừng rồi, bà nói: "Trời ơi,
thêm hai sóng lợi rồi, mừng quá. Cái sự mừng dở đó nó quên hẳn đi cái việc là làm sao bà hai bà không nhớ bà Sáu. Hai cái người mà thân như chị em ruột mà. Nhưng mà bà Sáu chỉ nghĩ là chắc là mới sống lại. Cho nên là cái thằng Chí nó chưa có được ổn định, nó chưa có được yên. Cho nên là không có nhớ này, không nhớ nọ thì nó cũng hết sức là bình thường. Thì tới khi mà bác hai gái với lại thím Út á, thì tỉnh dậy rồi đó nghe, thì mới dỗ hai đứa con thì kêu bằng ai cũng khóc hết trơn, cả nhà mừng mà khóc á. Rồi cái mới xúm nhau lại ngồi kêu bằng bóp tay bóp chân cho bà hai, thì bà cũng ngồi cho bóp nha. Bà cũng ngồi cho bóp, nhưng mà bà dòm á là bà dòm nhiều, dòm mấy đứa nhỏ, chứ hình như là bà không có dòm mọi người xung quanh. Nhưng mà tâm lý chung của mọi người trong gia đình đó, thì là bà hai này bà mắc nè, bà rất là thương cháu. Mà bà coi bà Sáu như là chị ruột của mình. Cho nên đó là khi mà bà sống lại rồi á, thì bà dòm hai đứa cháu, bà dòm hoài thì cũng nó cũng bình thường thôi, nó không có cái gì mà khác lạ cả nhà. Đó, thì bà mới ngồi thì khoảng một tiếng mấy đồng hồ sau á, hỏi bà là sao. Thì bà mới nói á, bà nói theo cái kiểu giống như là một cái người mà đi thiếp về vậy cả nhà. Bà nói là người ta dắt bà đi, và bà đi xuống dưới đó vậy đó. Rồi người ta nói là bà sống hiền lành, ăn ở có phước, cho nên là bà cầu bà xin là cho về sống với lại con cháu ít năm nữa. Thì cầu xin dữ lắm luôn. Thì người ta thấy bà là hiền lành, sống hồi nào giờ là phúc đức, cho nên là người ta chấp nhận và cho bà về. Người ta chỉ dẫn bà đi sơ coi cái phong cảnh này phong cảnh nọ thôi. Thì nghe bà hai kể như vậy, gia đình hết sức mừng. Mà thật sự bà hai khi mà bà còn sống á, bà rất là có phúc cả nhà. Mặc dù là ở đây người ta ở khá là xa nhau, nhưng mà cái gia cảnh của bà hai thì không phải giàu có gì. Kiểu mà nhà họ làm đủ cái ăn là mừng rồi cả nhà, chứ đâu có còn mà nói tiếng cái giàu có gì nữa. Nhưng mà bà hai vẫn biết chia sớt cho mọi người, cho nên là người ta rất là quý. Thì nghe nói vậy gia đình mừng quá. Má mình là cũng nhờ phúc đức mà bây giờ được sống lại với con cháu thôi, mừng quá. Rồi bà xúm nhau ra mới dọn hết những cái đồ mà để mà tang lễ này nọ, dọn sạch hết trơn. Đó. Qua ngày hôm sau gia đình mới mở cái tiệc nhỏ ăn mừng. Thì lúc này cũng có một vài bà con ở cái khu vực đó đó, họ hay tin là bà hai bà mắc, họ mới tới họ chia buồn. Thì lúc này họ mới phát hiện ra rằng là bà hai bà sống lại. Kiểu bằng ai cũng mừng thay cho gia đình ông bà hai. Thì nguyên một cái ngày đó trải qua trong cái niềm vui. Nhưng mà đặc biệt một điều là bà hai bà ăn cực kỳ nhiều. Hồi nào giờ bà bệnh hoạn này nọ nghe bà ăn ít xịt à. Bây giờ bà sống lại rồi bà ăn thấy ghê luôn cả nhà. Bà ăn mà cái sức trẻ phải hai người ăn chưa chắc gì lại bà. Bà ăn vậy đó. Rồi lúc đó cái thím Út á là mới theo kiểu là thấy má mình mới vừa ăn ở ngoài trước xong, thì bây giờ đi vô trong bếp. Lúc đó là bà hai bà vô trong bếp có một mình nè. Cái thím Út mới đi vô trong bếp lấy đồ thêm cho ở ngoài đây mọi người ăn uống nè. Thì thím đi vô trong bếp, cái thím thấy sao má mình khum xuống ăn đồ. Thím mới quay lại thím dòm thì thím thấy là cái đồ ăn á cả nhà. Mà bà hai bà Út á khi bằng bóc nấm á, bà nhét cho miệng bà nhai ngổm vậy đó. Thì sợ là má mình mắc nghẹn. Người già mà cả nhà. Rồi sức khỏe yếu mà ăn vậy thì sợ bà cái sức khỏe bà không có được tốt thôi. Thím Út mới là định là lại khuyên, mới lại là mới dờ vô cái vai của bà, má ơi má coi ăn từ từ má ơi coi chừng mắc nghẹn. Thì mới nói vậy xong bà trợn mắt ra, con mắt của bà kêu bằng là trồng trắng không. Bà quay mặt lại bà dòm vậy nè, bà trợn lên một cái mà thím Út kêu bằng xanh mặt hết chứ. Bà không có nói gì trơn nha, bà trợn lên bà dòm vậy xong. Cái bà quay mặt lại bà ăn tiếp. Thì thím Út lúc đó là muốn sợ rồi, cũng hoảng rồi. Cái chú Út ở phía ngoài trước á mới thấy sao vợ mình kêu vợ mình đi lấy đồ ăn cho bà con người ta. Mà sao đi nãy giờ mà vợ mình chưa ra. Chú Út mới đi vô. Chú Út đi vô thì chú Út cũng gặp là vợ mình đứng sau lưng má mình, mà má mình đang lơm khơm ăn. Tại vì lúc đó là thím Út kiểu là sợ quá chết đứng á. Chú Út lại mới nắm tay của thím Út giật cái. Thì có chồng mình thì thím Út mới đỡ sợ lại. Rồi mới định hồn lại. Anh ơi sao má ăn nhiều quá. Chú Út cũng quay ngang ông dòm thì ông thấy đồ ăn lớn vậy đó mà bà hai kêu bằng bà bóc á, lấy tay bà bóc cả nhà. Thì đợt đó cũng mặn gà này nọ đó, rồi kho hay làm cái gì đó mà cái chung mà có cái nước á, thì bà mới lấy bà bóc mà dính nhiễu nhão miệng mà tùm lum hết trơn. Thì tới khi chú Út nói là má ơi má ăn từ từ của chừng mắc ngàn má ơi. Thì lúc này bà mới đứng dậy bà liếc một cái xong bỏ bà đi ra ngoài vô trong buồng bà ngồi, bà nằm ở trong á. Cái chú Út mới định là đi theo
tại má mình sao dính tùm lum, mình lấy khăn theo cho má mình, lấy nồi lau nọ là sao cho má mình lau. Cái bước vô trong cái buồng, mới vừa bước vô cái bà la: tao nghĩ mày đừng có vô. Hồi nào giờ bà hai không có chuyện mà nói chuyện với con cái mà mình nạt nộ vậy đâu. Nhưng mà cũng nghĩ là thôi, bà mới chết đi sống lại thì bây giờ chiều ý của bà, chắc là mới chết đi sống lại cho nên là hơi khó khăn chút xíu. Thì cái ngày hôm đó nó chỉ xảy ra cái việc như vậy thôi. Nhưng mà có một điều bà Sáu bà cũng hơi thắc mắc, là sao mà hồi đêm hôm á, thì hỏi bà là bà có nhớ bà Sáu hay không, thì hỏi một hồi bà nó gật đầu, bà nói là bà nhớ. Mà sao sáng hôm nay nè, rồi tới trưa ăn uống này nọ xong, bà Sáu đã nhiều lần lợi nói chuyện, và hình như là cái cách nói chuyện của bà hai bà Sáu nhìn ra giống như là khác hẳn, khác xa luôn. Nhưng mà tất cả mọi người đều không biết một điểm, là bà hai không hề bước ra khỏi nhà nhà cả nhà. Khách khứa cỡ nào hay đứng ở ngoài trước hỏi thăm cỡ nào thì bà vẫn ở trong nhà, bà không có bước ra bên ngoài. Nhưng mà lúc đó người ta đâu có ai mà trách cứ mấy vụ đó. Mà việc mà cái người chết đi sống lại hồi thời điểm hồi xưa cả nhà thì nó nói chung là cũng có nhiều nữa chứ lại là khác. Cái trải thời gian trải qua đâu 5-6 ngày vậy, thì lúc này là phải đi làm lại. Ông hai với lại chú Út mới đi làm. Thì khi mà đi làm là nghe cả nhà, ở nhà chỉ còn một mình thím Út với lại cái đứa con với lại bà hai thôi. Thì các bạn biết rồi, nó nguy hiểm cỡ nào. Hồi đó thì làm gì mà có đèn điện, đèn gì cả nhà. Xài là xài cái đèn dầu hoặc là cái đuốc thôi. Mà ở trong nhà thì đâu có xài đuốc, trong nhà là chỉ xài đèn dầu, có đuốc là chỉ đốt ở bên ngoài thôi. Mà dầu đồ hồi đó nó hiếm dữ lắm, chứ đâu có dám mà xài, cứ tối ngủ là tắt đèn. Thì cái buồng của bà hai á là ngủ chung nha cả nhà. Sợ là bà lớn tuổi rồi, hồi lúc trước bà bệnh hoạn cho nên lúc nào á ông hai và chú Út đi làm thì thím Út cũng ở nhà và ngủ chung với lại bà hai hết. Tại vì cứ chở mình thức dậy là coi con má mình sao, sẵn tiện chăm sóc đứa con luôn. Nó quen như vậy rồi cho nên là thời điểm bây giờ vẫn ngủ như vậy. Cái tối bữa đó đó, thím Út đang nằm ngủ mà hai cái chổng ở trong cái buồng ở nhà cả nhà thì đợi là cố ý là sắp xếp cho hai má cho con ngủ gần mà. Thì cái khoảng cách giữa hai cái giường chỉ cách nhau một thước thôi. Thì cũng văng mùng lên ngủ như vậy. Mà đèn thì nó không có cho nên là nó tối hù tối thui à. Con cái là thím Út vẫn dự bị một cái đèn ở trong phòng cái trường hợp mà con mình nửa đêm á nó khóc hay là nó ì trong quần này nọ đó, mình có cái đèn gần đó mình đánh lửa lên rồi có ánh sáng. Cái tự nhiên tối đêm đó cái đứa nhỏ nó khóc ré lên nha. Thím Út mới giật mình thức dậy thì thím mới quay mặt ra thì thím thấy là cái mùng ở cả nhà giống như là bị ai đó dở lên, mà khi mà đứa nhỏ nó khóc ré xong rồi cái người đó giật da vậy đó. Các bạn hiểu cái liên tưởng được cảnh tượng này không? Giống như là thím Út và đứa con đang ngủ ở trong mùng. Thì giống như là bà hai á, nói thẳng là bà hai đi, bà mới dở cái mùng lên. Bà dở cái mùng, bà thò cái đầu vô, bà dòm cái đứa nhỏ. Nhưng mà khi đứa nhỏ nó khóc ré lên á, thím Út mới giật mình thức dậy thì bà mới thụt cái đầu bà ra ngoài. Lúc đó thì thím Út mới vừa mở mắt ra thím dòm qua đó, thì thím mới thấy là cái mùng nó còn đang dị động mà. Tại vì có người bà hai mới giật cái đầu bà ra, bà buông cái mùng xuống mà. Nhưng mà lúc đó là dòm ra bên ngoài thì thấy cái bóng của bà hai, bà lồm khồm bà bò lên cái giường của bà. Cái giường bà chỉ cách cỡ thước mấy, hai thước thôi. Bà bò lên giường bà làm như không có chuyện gì chứ. Nhưng mà lúc này do đứa con nó khóa khóc đi, cho thím Út cố gắng mà dỗ cho nó nín. Dỗ hoài, dỗ lâu lắm nó mới nín nha. Thì thím Út cũng sợ là con mình nó khóc lớn quá, má mình ngủ không có được. Mà gần đây á, thì cái tính của bà nó hơi khó. Thím Út cũng hơi sợ, mới dán dỗ hồi nín là thím Út mừng quá đi. Cái thím Út mới cố ý, thím Út mới dòm qua bên cái mùng bên kia. Thì do là ban đầu á, thím mới thức dậy, mà cái phòng nó quá tối. Cộng thêm á, là thím chưa quen với cái ánh mắt trong bóng tối. Thím lo lắm dỗ đứa con không à. Mà dỗ xong rồi thím mới dòm coi là má mình có phiền má mình ngủ hay không. Thì lúc này thím dòm kỹ nha. Thì thím thấy bà hai á, bà ngồi trong mùng bà dòm da.
cách hai cái lớp mùng, cái lớp mùng của thím Út và cái lớp mùng của bà Hai bên đó, thì nó cách hai rồi cả nhà, mà khoảng cách là hai thước, cho nên là chỉ dòm thấy cái dáng của bà Hai, bà ngồi bà dòm da thôi chứ không có dòm rõ. Nhưng mà bà tự nhiên cảm giác rùng mình hết trơn, lạnh nổi óc hết trơn cả nhà. Cái thím Út mới dòm ở bên kia nó: "Ủa, má ơi, má con nó khóc, má ngủ không được hả má?" Mà nói cái giọng cà rung á nghe. Thì bà mới nói vậy nè, bà mới nói thì nó khóc thì cho nó khóc đi, nó khóc bao lâu đâu. Thì bà nói xong cái bà nằm xuống cả nhà. Mà lúc đó thì thím Út không có nhận ra cái câu nói của bà Hai á, là bà nói là không có khóc bao lâu đâu, ý là bà đã chờ cái ngày để mà ăn thịt đứa nhỏ cả nhà. Còn thím Hai thì thím họ thím Út thì thím không có biết, thím không có hiểu được cái ý của bà Hai. Thím chỉ nghĩ á, là má mình nói như vậy giống như là nó con mình nó khóc không có lâu rồi nó nín rồi má mình chẳng ngủ được. Thím Út mới suy nghĩ như vậy. Thì cái đêm đó nha, cái hiện tượng y như vậy làm được hai lần, khiến cho thím Út cũng rùng mình hết trơn á, cũng sợ sợ, mà nó có cảm giác gì mà sợ cực kỳ lắm, mà mỗi lần mà đối diện với lại bà Hai là sợ rồi. Rồi có khi á, một hai ngày sau á, là những cái ngày ăn uống bình thường á, thím Út hồi nào giờ thì biết à, biết là bà Hai bà ăn uống nhiều, cho nên nấu ăn cũng cố gắng là nấu nhiều hơn. Nhưng mà mỗi khi mà thím lo thím giữ đứa con á, rồi thím nói má ơi đồ ăn con nấu chín rồi, thím chưa kịp dọn ra gì hết thì thím ra thím giữ đứa con dỗ cho nó ngủ để vô dọn cơm cho má chồng ăn. Thì mới vừa mà ông ở đây một khoảng chừng 5-10 phút mà dỗ đứa nhỏ nó ngủ rồi, gầu ơi với dầu xong rồi á, thì là thấy bà Hai bà đi ra, bà nói tao ăn xong rồi, tao giữ cháo cho mày, vô ăn cơm đi. Cái thím Út thấy vậy cũng đi vô ăn cơm cả nhà. Mà vô ăn cơm rồi á, thì cơm thì còn nha, mà đồ ăn thì gần như hết. Thím phải chan nước mắm thím ăn, thím cũng chán thím ăn, thím nghĩ là má mình ăn được là mừng rồi. Cái thím mới đi ăn xong á, thím dọn rửa xong thím đi ra, thím đi ra thì thím thấy bà Hai á, bà le lử bà liếm cái đứa nhỏ cả nhà. Đứa nhỏ đang nằm ngủ như đó mà bà le lử bà liếm cái má nó. Cái biết á là má chồng mình rất là thương, nhưng mà sao bà liếm nhìn ghê quá. Cái thím Út cũng không dám nói nữa, nói sợ là má chồng mình la mình, nói là mình chơi má chồng mình dơ dái hay gì mà liếm con mình không cho. Nhưng mà đi ra ngoài rồi á, mà có thím Út á, là bà Hai bà không liếm nha, nhưng mà không có thím Út á, là bà liếm hoài. Bà làm đâu mấy lần trong một ngày, là một ngày ít nhất cũng 2-3 lần như vậy. Cái thím Út là kêu là mấy lần đầu thì cô còn đỡ là má mình cưng con, còn mấy lần sau á thì thật sự thím sợ cả nhà. Cái bữa đó đi, cái đứa nhỏ nó bệnh. Qua bữa sau đứa nhỏ nó bệnh cả nhà. Nó bệnh thì lúc mà thím Út bồng đứa nhỏ đi á, thì bà không cho. Bà nói là nó có bệnh hoạn gì đâu, mày ở đây đi, tao dỗ hồi nó nín nè. Thật ra là cái đứa nhỏ nó ở chung với một cái con quỷ nhập tràng ở trong cái xác của bà Hai cả nhà, cho nên là nó bị ảnh hưởng. Thím Út là bồng đi mấy lần rồi nhưng mà bà không cho, thì thím mới canh. Thím canh bà Hai, bà vô bà nghỉ, bà nằm bà nghỉ trong nhà cả nhà. Thì lúc này thím Út mới dậy, thím bồng đi ra bên ngoài rồi nha. Thím đi ra bên ngoài, thím bồng con đi hút thuốc cho nó uống đó. Thì lúc đó là vô tình bà Sáu bà qua chơi. Tại vì mấy bữa nay bà cũng bận công việc quá, bà không có qua, mà hồi trước là giống như ngày nào bà cũng qua hết trơn á. Cái bà mới đi vô. Bà đi vô mà tự nhiên mà đi vô tới cái sân nhà đó nghe, bà dòm vô bên trong bà thấy á, là bà Hai á, bà hậm hực là bà quạo á. Theo kiểu bà tức giận gì tại sao là thím Út bồng đứa con đi á. Bà hậm hực bà giận nha. Mà cái tiếng giận của bà, cái âm thanh của một cái người già này nọ, nó khó nghe, mà nó cảm giác nó ghê lắm, mà đến cả người gan dạ như bà Sáu mà cũng phải rùng mình mà nổi óc á. Cái bà Sáu bà lẩm thẩm trong miệng á, bà nói ủa sao kỳ vậy, tự nhiên bữa nay đi qua bên nhà thím Hai chơi mà sao có cảm giác kỳ vậy. Nói là nói như vậy nha, nhưng mà bà Sáu vẫn bước vô. Bà bước vô rồi bà nghe một cái mùi nó hơi hôi hôi, nhưng mà nó nhẹ nha cả nhà, chứ không phải là nó quá hôi nha. Thì cái việc giống như là nhà có người già
mà bệnh hoạn này nọ lâu lâu cũng lẩm cẩm, thì trong nhà có mùi hôi cũng bình thường, những cái xú ấy của những cái lúc mà đi đại tiện tiểu tiện này nọ đó. Cái bà Sáu bà cũng không có bận tâm đi, bà mới gặp bà mới nói thím Hai ơi. Thì lúc đó là cái lúc mà bà bước đi vô bà thấy á, là bà Hai đang đi vô trong bếp. Thì bà Hai bà mới quay mặt ra bà dòm bà Sáu, và bà dòm bà liếc cái ánh mắt mà kỳ lắm, giống như là không hề quen biết gì hết trơn á. Bà với bà liếc xong cái bà nói gì vậy, bà nàng nội vậy đó. Cái bà Sáu nó kỳ, trời nào giờ là nó kêu mình là chị, hồi trước tới bây giờ là không bao giờ mà nó nói chuyện với mình mà nó nạt nộ kiểu này, sao mà tự nhiên giờ nó nạt nộ, mà sao nó đi đứng khỏe quá. Cái bà Sáu cũng cố gắng là nghĩ theo cái kiểu là mới chết đi sống lại mà, cho nên là có những cái biểu hiện thất thường. Cái bà Sáu mới vô ngồi nói thì tôi qua tôi thăm thím, thím gia thím ngồi chơi với tôi, mà nói gì nói nha, bà Hai bà đi vô trong buồng mà ở miết trong buồng mà không ra là không ra. Lâu lâu cái bà nói theo cái giọng kỳ lắm, cái giọng nghe ghê lắm, kêu không cho bồng đi mà cũng bồng đi, mày gan lắm, mày gan lắm. Mà cái giọng này á, lúc bà gằn lên thì nó hơi lớn, lúc thì bà nói giống như nói trong kẽ răng vậy đó. Nói tới đâu là bà Sáu kêu bà nổi óc tới đó. Mà bây giờ bản thân mình là khách, mình đi qua nhà để mình thăm chủ nhà, mà chủ nhà một mực ở trong phòng buồng hoài mà không chịu đi ra, đồng thời lại nói ra những cái lời nói mà nó nghe nó vừa ghê mà nó vừa không hiểu gì cả. Bởi vì bà Sáu đâu có biết là cái đứa nhỏ nó bệnh và thím Út bồng con đi đâu. Cái bà Sáu bà mới ngồi, bà ngồi một chút xíu đi, cái bà nói sao kỳ quá, bà lên tiếng bà nói thím Hai ơi, thím gia ngồi nói chuyện với tôi chút của thím Hai, sao mà tôi qua nhà thím mà thím không ra không, mệt rồi nằm nghỉ không có ra gì hết trơn á, bà nói vậy đó. Cái bà Sáu thấy vậy thôi bà cũng hơi buồn, bà đi về, bà đi về. Nhưng mà bà bước ra khỏi nhà rồi á thì bà cảm giác cả người bà ấm hết trơn, hồi nãy giờ bà ngồi trong nhà tự nhiên lạnh, một cái điều hết sức là lạ lùng, tại sao ở trong nhà lại lạnh mà bước ra bên ngoài lại nóng. Mà bước ra bên ngoài rồi bà giống như bà hít thở được cái không khí xong là trong lành á, thì bà mới cảm nhận được là cái mùi xú uế ở trong nhà nó nhiều tới mức độ nào. Cái bà Sáu á, bà mới bước ra bên ngoài mà bà cứ chần chừ hoài, tại vì bản thân bà ở cả nhà cũng là cái người lớn tuổi, cho nên là cái kinh nghiệm sống cũng cũng có thừa. Bà cũng nghi nghi đi, bà mới nghi nghi thôi, bà nghi nghi là chết đi sống lại thì cũng có nhiều trường hợp xảy ra, nhưng mà những cái trường hợp bị quỷ nhập tràng cũng có khá là nhiều. Cái bà mới lo mà lỡ như là bà Hai mới bị quỷ nhập tràng vậy lại nguy hiểm cho con dâu của bà với lại là đứa cháu của bà. Cái bà Sáu bà đắn đo hoài, cái bà đứng bà chờ, bà nói ủa kỳ vậy ta, sao nãy giờ không thấy cái con vợ thằng Út rồi đứa cháu con nó đâu nữa. Cái bà mới đứng bà dòm hoài, bà không có dám đi trong nhà, mới nói kỳ vậy đó. Bà đứng một hồi lâu á thì thím Út bồng cho con về, cái bà Sáu bà dòm vô cái thím Út á với đứa cháu, bà giật mình cả nhà, tại vì đâu mà mới có mấy ngày, mình 5 6 ngày vậy mình không qua mà sao mà thím Út với lại con của thím Út, cái mặt đứa nhìn vô là thấy nó có một cái dằn gì đó mà nó đen cả nhà, cái quầng đen, không phải là cái nước da đen nha, mà cái như là nhìn vô cái mặt nó như là nó có ám khí vậy đó, mà lại gần á lại cũng có cái mùi hôi hôi nữa, có cái là nó hơi nhẹ hơn thôi. Cái bà Sáu bà mới thấy kỳ kỳ rồi, bảo cái nghi ngờ trong lòng của bà nó chảy qua nó nhiều hơn nữa. Cái bà mới nắm tay của thím Út á, bà đi xa cái nhà ra, bà hỏi là con bồng con đi đâu, thì thím Út cũng nói là nó bệnh nó bồng, thì thím Út cũng kể lại cả nhà. Rồi bà Sáu bà cũng nói nhận ra những cái điều lạ, thím Út cũng lúc đó giấu, thím Út sợ là nhầm khi má mình mới chết đi sống lại đó, rồi giờ nói ra rồi cái người ta lại nghi ngờ má mình bị quỷ nhập tràng này nọ. Cái thím Út cũng giấu đi những cái trường hợp mà nửa đêm nửa hôm á bà hay thức lắm, mà gần như là ban đêm là bà Hai bà không có ngủ, bà ngủ ngày không à, ban ngày bà già bà liếm liếm đứa nhỏ, bà làm giống như gơi gơi gì đó xong rồi bà vô bà ngủ thôi, chứ bà không có thức nhiều. Nhưng mà ban đêm á là bà thức, cứ lâu lâu cứ mở mắt ra bà đứng ngoài bà nựng 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 nựng, rồi bà chồm cái mặt vô bà dòm cái đứa nhỏ mà kêu bằng thím Út á, quảng hồn quảng vía hoài. Nhưng mà do là mấy ngày trời rồi biết má mình hay vậy cho nên là quen dáng chịu đựng. Cái bà Sáu bà hỏi được vậy rồi, cái nghe là thím Út nói vậy, cái giờ sao giờ, nếu như mà thím Út cãi ra đó thì lúc đó có lẽ bà Sáu đã nghi ngờ và tìm biện pháp rồi. Nhưng mà do thím Út nói là mọi thứ vẫn bình thường, chỉ có là mấy bữa nay là thím Út ngủ không được, giờ cái đứa nhỏ nó hay khóc đêm cho nên là dòm vô cái sắc diện nó không được tốt thôi. Cái bà Sáu bà thấy con cái của bà Hai nói vậy thôi cũng đi về. Nhưng mà bà Sáu bà giận nha,
bà nói là con để ý kỹ, con chăm đứa con kỹ kỹ nha. Bà chỉ nói vậy thôi chứ bà không có dám nói cái suy nghĩ trong đầu của bà cả nhà. Bà nói xong thì bà dời, thì Thím Út vô, cái Thím Út mới vừa vô nhà cái bà hai bà đứng sẵn, bà nói mày nói chuyện với ai vậy? Ai cho mày nói chuyện với người ngoài? Mà mày bồng cháu tao đi sao mày không hỏi tao? Thì Thím Út kêu bà cũng năn nỉ dữ trời lắm nha, thì bà mới chịu bà vô trong buồng bà nằm, mà bà chỉ mặt bà nói từ đây sắp tới nha, tao không cho là không được bồng cháu tao đi nha. Rồi bà nói xong á, bà mới dòm ra ngoài cả nhà. Bà mới dòm ra ngoài thôi, kiểu bà dòm không khí vậy đó. Thím Út cũng không biết là bà dòm cái gì, nhưng mà lúc này là thấy má chồng mình không có la nữa, Thím Út mình bỏ đi vào trong nhà rồi du cái con. Mà tự dưng lúc đó tự nhiên trong đầu của Thím Út khiến cả nhà, khiến giống như là chỉ nhớ duy nhất một điều là phải cái câu nói của bà Sáu á, là phải chăm con cho thiệt là kỹ. Tại vì nói nào ngay á, khi mà nói chuyện với bà Sáu thì cái ý của bà Sáu á lờ mờ Thím Út cũng đoán ra được, nhưng mà Thím Út không muốn cho bà Sáu nghĩ má mình là quỷ nhập tràng, và Thím cũng không muốn tin cái điều đó là sự thật, cho nên là Thím cố gắng đợi chăm sóc con mà cho thiệt là kỹ, rồi đợi cho chồng mình với lại tía chồng về. Nhưng mà theo như lịch trình á, thì khoảng ít nhất á, cũng là khoảng 2-3 ngày nữa thì chú Út với lại ông hai mới về. Cái bà Sáu bữa đó bà về nhà mà cứ ngồi bà suy nghĩ hoài cả nhà. Bà nói á, bây giờ sao đây ta? Con dâu của Thím Hai thì nói vậy, mà mình dòm Thím Hai thì giống như cái người mà không có một chút cảm tình gì hết trơn. Hồi nào giờ chị em thân thích biết bao nhiêu, mà sao mấy bữa nay á, bà Sáu bà lạ lắm cả nhà. Bà Sáu cứ có cảm giác là ai dòm mình, nhưng mà cái cảm giác cái người dòm mình nó thân thuộc lắm. Thật ra lúc đó đó cả nhà, là vong hồn của bà Hai á, bà lén giống như là bà qua, nhưng mà bà không thể nào bà hiện hình hay là bà báo mộng hay là bà nói gì cho bà Sáu nghe chứ. Bởi vì bà Sáu mới có cảm giác đó đó. Nhưng mà bà Hai cũng bà khiến cho con dâu là phải giữ cháu cho kỹ. Rồi bà chỉ khiến được cho bà Sáu là giống như là suy nghĩ tới chuyện đó để tìm cách giúp thôi, chứ bà không thể nào trực tiếp bà nói. Thì cái việc đó sau này mới biết, nhưng mà bảo cởi luôn cho mọi người dễ nắm bắt câu chuyện ha. Đó, thì cái lúc đó bà Sáu bà mới ngồi bà suy nghĩ hoài. Cái thấy bà suy nghĩ như vậy á, thì bác Hai Gái á, con dâu của bà Sáu mới nói á, ủa má, cái gì mà con thấy má trầm tư suy nghĩ dữ vậy má, mà sao thấy má buồn buồn qua nay? Bà Sáu bà mới cởi cái suy nghĩ của bà, tại vì bà biết con dâu bà có tính nó hiền lương mà nó đàng hoàng lắm. Bà mới tâm sự, bà cởi hết ra những cái lối suy nghĩ của bà. Thì lúc này Thím Hai mới cởi cho bà Sáu nghe, mà khi bà Sáu nghe bà Sáu giật mình. Thì bà Thím Hai mới kể như vậy là cái bữa tối bữa đó là bà Sáu bà đi công chuyện chưa có về nhà, là cỡ 6 giờ mấy gần 7 giờ tối đó nha. Thì cái lúc đó đó là bác Hai Gái có bồng đứa con, rồi đem theo một ít đồ ăn đem qua bển để cho Thím Út. Có mấy cái đồ ăn ngon á, để chia sẻ nhau cái đem qua cho. Thì cái lúc mà đem qua cho là đứng ở ngoài nha, thì kêu xong cái Thím Út ở trong nhà mới đi ra. Thím Út đi ra thì Thím Út mới lấy cái đồ ăn rồi cảm ơn, Thím Út mới mời về trong nhà chơi. Thì bà Hai bà đi ra, bà đi ra rồi bà lấy cái đồ ăn á, bà nói là thôi mày về đi, cho cháu tao nó ngủ. Như là bà đuổi khách vậy đó. Thì Thím Út theo kiểu là cũng thấy là có lỗi với lại bác Hai Gái, nhưng mà má chồng mình nói vậy rồi biết làm sao. Chị Hai chị đừng có buồn nha, tại má em thôi chị biết mà, không sao cưng. Thì bác Hai Gái cũng suy nghĩ theo kiểu là do là mới vậy cho nên là khó tính thôi. Cái Thím Hai bác Hai Gái mới về cả nhà. Bác Hai Gái về thì đâu khoảng chừng 15 phút sau á, là thấy bà Hai bà đi qua. Bà đi qua nghe. Bà đi qua tới cái nhà đó. Bà không có vô nhà. Bà mới kêu là có ai ở nhà không? Đó, thì bác Hai Gái lúc đó đó là không có ở ngoài trước, nhưng mà cái đứa con thì cho nó nằm ở ngoài trước cả nhà. Nằm ngoài nhà trước á. Bác Hai Gái ở phía sau. Nghe cái tiếng kêu thon thoảng nhưng mà bác Hai Gái là kêu mà không nghe rõ. Rồi giống như là nửa nghe mà nửa không vậy đó. Thì cũng lo làm tiếp công chuyện vậy này, nó rửa chén cho nên mấy cái tiếng chén cái gì đó nó kêu gùm gập với cả nhà, cho nên là cái âm thanh phát ra ai kêu mình phải kêu lớn mình mới nghe. Thì lúc mà bác Hai Gái á làm xong rồi đi lên thì quảng hồn quảng vía, thấy ở bên cái cửa sổ của cả nhà bà Hai á, bà đưa tay lên nha, bà vuốt vuốt cái mặt cái đứa nhỏ vậy nè, mà cái miệng bà chảy nước miếng lòng thòng. Cái bác Hai Gái muốn giật mình, tại vì mới đi ra tự nhiên gặp ai ngoài cửa sổ chồm vô rồi nửng con mình hết hồn ở dưới. Thì bà Hai bà mới ngước mặt lên, bây giờ mà nói tao nè, tao thăm cháu,
cái bác hai gái là cũng lạnh mình hết trơn nghe, nổi óc rồi đó nghe. Bác hai đi lại, bác hai bồng cái đứa nhỏ. Bác hai nói á, ủa thím gì hai sao gì qua nhà mà gì không vô nhà chơi, gì đứng ở ngoài tao thăm cháu chút xíu rồi tao về. Bà nói xong cái bà đi về đó. Thì khi mà bác hai gái cởi cho bà Sáu nghe cái điểm này nữa, bà Sáu nó không được rồi, cái điều này không được rồi, tao nghi lắm nghe mày. Trời đất ơi, bây trời, bây giờ có khi nào mà thím hai của mày á, dì hai của mày á là bị quỷ nhập tràng không? Thì bà nói mà cái mặt của bà xanh hết trơn, bà Sáu á. Cái bác hai gái cũng nghi cả nhà, nhưng mà mấy bữa nay không dám nói. Cái đó, thì hai mẹ con nói chuyện nhau xong vậy rồi đó, cái lúc này là mới lo rồi. Trời Phật ơi, bây giờ sao đây? Nếu như mà thật sự như vậy á, thì con Út với lại là con của nó, trời đất ơi trời, bây giờ sao đây? Chồng bây giờ chưa? À, thì cái lúc đó đó, cái hai má con là kiểu mà sợ lắm rồi. Mới ngồi đợi cho bác hai trai ông về á. Cái bà Sáu bà mới nói vậy, hai đứa bay. Tối đêm nay đi qua bên đó liền. Bây giờ thím hai, dì hai của bay á, bà có nói cỡ nào nói, hai đứa bay cũng phải ở trong nhà giữ cho vợ con Út. Một mình con vợ mày đi tao không an tâm, mày phải đi theo. Mà mình mày đi á thì nhầm khi cũng bất tiện, tại nhà đó là thằng bà con gái không à. Hai vợ chồng mà đi bên đó, tao ở đây tao giữ cháu. Nhớ nghe, không có được ngủ nghe. Để ý, nhưng mà để ý thôi. Còn ngoài ra đó, thấy cái gì mà trừ khi bà làm tổn hại á thì mới làm này làm cái kia nghe, tùy cơ ứng biến nghe. Còn như mà bà chỉ là làm những cái biểu hiện khác thường á thì phải giả ngủ nằm ở trong đó. Nhớ lời má dặn nghe tụi con, bày phải dán làm để cứu con Út với lại con trai nó. Tao đi nhờ người kêu chú hai với lại thằng Út nó về, rồi còn phải đi lên mời thầy về nữa mới được. Thì bà Sáu bà sắp xếp cả nhà. Bác hai trai bác hai gái là đêm đó là lặn tỏi trong người á, nghe lời bà Sáu lặn tỏi trong người á, đi qua bên đó rồi làm bộ nói chuyện này nọ, mới nhét cái củ tỏi vô trong cái túi áo của thím Út cả nhà. Nhưng mà lúc mà đi qua thì nói là đêm nay ngủ ở đây, thì bà hai bà không cho, một mực bà không cho. Cái bác hai trai á làm bộ xỉu, làm bộ giống như là mệt xỉu này nọ này nọ làm vậy đó. Bà hai làm như bà biết nha, tại bà là con quỷ nhập tràng nhập vô mà. Nhưng mà thấy á là thím Út đâu có biết đâu. Bà hai bà nói làm bộ, nhưng mà hồi nào giờ thím Út nói là bác hai trai bác hai gái là nào giờ có sao nói vậy à, chứ không bao giờ mà có cái chuyện mà nó thêm nó bớt hay là xỉu mà làm bộ xỉu để làm chi. Nhà bển nhà cửa bển ta cũng đàng hoàng, sao không ngủ mà quá đang ngủ. Thì cũng có một cái nguyên nhân gì đó, nhưng mà giờ nói chung là nhiều cái này nó rối lắm, cho nên là thím Út mới nói là thôi má ơi, má cho anh chị ngủ ở đây đi má. Thì bà đuổi dữ lắm nha. Đáng lý mà thông thường mà nói là bác hai trai bác hai gái phải tự ái đi về đó, nhưng mà đằng này không, tại vì bà Sáu bà dặn mà, là biết rồi, bây giờ nghi dữ lắm rồi. Thì tối đêm đó mới ngủ, kêu bằng ngủ ha, làm bộ cái khuya khuya đó, nói tiếng ngủ chứ đâu có ngủ đâu cả nhà. Thì mới nghe cục cục đi ra, biết bà hai bà đi ra, bà dòm nghe, bà dòm bà nghiến răng ngang két á. Hai vợ chồng nằm ở trong mà kêu bằng là bác hai trai ông thủ thế á, lỡ mà có gì là ông nhào ra ông xô, hay hoặc là ông làm cái gì đó để ông cứu vợ ra bên ngoài, rồi ông cứu vợ của chú thím Út ra bên ngoài luôn đó. Cái đêm đó kêu bằng một cái đêm kinh hoàng cả nhà. Một chút xíu á, bà lại đi ra. Bà đi ra vậy mà hồi bà đi vô, mà bà đi vô trong buồng, vậy mà hồi bà đi ra ngoài, bà đi ra ngoài luôn. Bà đi qua bên chỗ bà Sáu á, bà mới kêu cửa ngoài đây nè. Bà nói là mày kêu con mày về coi, kêu bằng mày luôn cả nhà, nào giờ kêu bằng chị không à. Bà Sáu bà nghe hết á, nhưng mà bà không có mở cửa, bà không nói gì hết, giống như là bà không hề hay biết vậy đó. Cái bà đứng ngoài bà la hồi, cái bà đi về. Bà đi về á, cái bà đi vô trong phòng này nọ nghe. Thì cái lúc tranh thủ lúc bà đi ra đó, bác hai trai với bác hai gái mới đi vô thím Út á, mới nói ra những cái gì mà hai vợ chồng suy nghĩ nói ra. Thím Út thì lúc này cũng nghi lắm cả nhà, tại vì những cái biểu hiện gần đây á, nó đều giống như những cái gì mà người ta kể về quỷ nhập tràng. Bây giờ nghe nói vậy rồi á, cái thím Út mới nói bây giờ làm sao đi anh chị, em cũng không biết làm sao nữa, không lẽ bây giờ bỏ ra khỏi nhà thì lỡ má em không bị quỷ nhập tràng á,
má em ở nhà mình hay là má bị em bị quỷ đồ nó nhập bình thường á, giờ nó bắt hồn luôn má em làm sao? Thì cái tâm trạng của thím Út trong thời điểm đó mình phải thông cảm cả nhà. Tại vì thím Út nghĩ đúng, lỡ như mà bà hai á là thật sự là bà còn sống nhưng mà bị con quỷ nào đó nó nhập, bây giờ mình bỏ má mình đi, má mình chết làm sao? Tại vì bây giờ là đâu có ai chắc chắn được rằng là bà hai bị quỷ nhập tràng đâu. Cái gia đình mới nói là bây giờ dán ở đây đi, mà đêm nay á bà làm cái gì bà làm, trừ khi bà muốn bắt cái đứa nhỏ này nọ thì không cho nha, hay hoặc là bà muốn làm cái gì đó mà mấy cái đồ đạc trong nhà nè, những cái đồ mà bén nhọn nọ đem cắt hết đi nó, thì tranh thủ lúc bà đi á mọi người cắt cắt hết xong rồi thì cũng xui khiến nha cả nhà, là bà hai thật sự á, cái dòng hồn của bà hai á bà chết rồi mà làm như bà khiến nha, bà khiến cho ông hai với lại chú Út, mặc dù là hai người đó là không có thấy hình dạng của bà, cũng không báo mộng gì hết, mà khiến cho hai người đó dời. Thì đến khoảng là 4 giờ sáng là kêu bằng là bác hai trai bác hai gái rồi thím Út á, người nào người nấy á, tinh thần sa sút cực kỳ luôn, ám ảnh á, sợ dữ lắm, sợ luôn, chân tay mà kêu bằng tới gần sáng rồi mà còn run rẩy vậy nè, tại vì đêm đó bà cứ đi ra đi vô rồi bà nghiến răng nghe ke 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 két vậy đó, rồi trong miệng của bà rã rít ra những cái tiếng nói mà giống như bà nghe kỹ vô á thì giống như là tụi bay chết, tụi bay chết, tao kiểu nói vậy đó cả nhà. Ai mà không sợ, mà đi đi không được, mà ở lại không xong. Bởi vậy là run rẩy vậy trơn. Cái đến sáng, gần sáng rồi á, thì không biết đáng lý ra đó là ông hai với lại chú Út là phải đi về nhà, nhưng mà không biết làm sao á, đậu xe xuồng ở dưới nhà rồi mà không ghé vô nhà, là lúc đó bà hai bà khiến á cả nhà. Bà hai thật sự á nha, trong phòng bà hai thật sự bà khiến cho đi qua nhà bà Sáu á. Hai cha con mới đi lên nhà bà Sáu mới kêu cửa đi, mà kêu kiểu xong rồi hai cha con giật mình nó, ủa sao mình kêu cửa vậy? Cái bà Sáu bà mới nghe cái tiếng của ông hai với lại chú Út á, bà mới đi ra. Bà đi ra thì bà kéo vô trong nhà, bà cởi là hết tường tặng vậy, thì hai cha con nó cũng cũng lo nhưng mà cũng không muốn xin tin là má của mình, vợ của mình là quỷ nhập tràng. Cái bà Sáu bà nói là bây giờ mình chỉ đoán vậy thôi cũng chưa chắc, nhưng mà bây giờ á chú hai nè với lại thằng Út nè phải về nhà canh giữ cho cẩn thận vô. Tôi đi nhờ cái ông thầy mà tôi gửi cái thằng con tôi á lên trên chùa đó, nhờ thầy đó về. Cái bà Sáu bà đi cả nhà, thì nhờ người đưa bà Sáu đi, đến chiều về nha thì mới dắt cái ông thầy đó về. Thì cái ông thầy này không phải là ông ở trong chùa nha cả nhà, ông ở gần chùa thôi. Cái người mà ở trong chùa rồi thì cái người đó là người ta tu không à, người ta không, nói chung là cái việc mà tâm linh đó thì biết đó, nhưng mà cái chuyện mà không có sử dụng bùa phép, chỉ dùng những cái bùa phép thông thường này nọ thôi, chứ không có phải là đi chụp ma chụp quỷ gì. Thì ở gần đó có cái ông thầy, thì bảo sẽ gọi ông thầy này là ông thầy ba, thì mới nhờ cái ông thầy ba đó về. Ông thầy ba đó về, ông về đây ông chỉ cần là kêu bà Sáu á, là kêu con dâu đi qua bên đây thôi, bà Sáu mới đi qua bên đó và kêu thím Út đi qua. Khi mà đi qua tới rồi ông dợm nó chắc chắn rồi quỷ nhập tràng, thì mới kêu về là làm như bình thường không có xảy ra việc gì hết trơn nha. Cái mới kêu ông hai qua, thì kêu ông hai qua, ông thầy cũng nói vậy đó, ông không cần đi qua bển mà ông nói là tôi chắc chắn là vợ của chú là bị quỷ nhập tràng rồi đó. Mà bây giờ á, muốn muốn cứu vợ chú là phải làm liền á, theo kiểu là nói tiếng cứu vợ không phải là cứu sống lại cả nhà, mà là cứu cái linh hồn của bà hai á, tại vì nó chiếm xác, nó đoạt xác mà, thì nó cũng giống như là nó giam giữ cái vong hồn của bà hai, làm cho bà hai không thể nào báo mộng hay là hiện hình cho người thấy, chỉ là khiến khiến được vậy thôi. Thì ông hai ông không muốn, giống như là vợ mình mà cả nhà phải thông cảm cho ông nói vợ sao thầy ơi, sao mà chắc chắn được thầy. Cái ông thầy ông thấy vậy đi, ông nói thôi cũng được, tôi biết là chú á, với lại con của chú á, là người thì thương vợ, người thì có hiếu, thì bây giờ tôi bày cho cái cách này, chú đi lên chú kiếm cho tôi con heo con nhỏ thôi, cỡ mà cái nhìn nó cũng trọng lượng cỡ ngang 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 nhỏ nhỏ cỡ mấy đứa cháu của chú á đó, thì đem về đây, mà nhớ nha, con heo là phải màu trắng nha, không có cho nó có màu màu bông màu gì hết trơn á. Cái đi đi tìm tìm cũng được, đến đâu có 6 giờ chiều á thì ông mới lấy con heo ông làm bùa nữa nha. Ông làm bùa xong rồi ông mới đưa cho ông hai, ông nói nè tôi đưa cho chú con heo này, mà con heo này tôi làm bùa rồi, mình dòm vô á thì thấy là con heo thôi, nhưng một lát tôi mặc đồ vô cho nó thì con quỷ nhập tràng á, nó dòm vô nó sẽ dòm vào đứa con nít. Chú đem chú đổi với đứa
cháu của chú, bồng đứa cháu chú qua đây. Rồi gia đình á, nè, chỉ chú thôi, với lại con của chú là thằng Út, còn không mấy để kêu thằng con của chị Sáu nè. Tiếp theo là ba người đàn ông, thì mỗi người giữ trong người một cái lá bùa, rồi tôi lại đưa cho chú thêm một cái lá bùa khác nữa. Nếu như á, mà khi mà về nhà đó, thì gia đình làm bộ công chuyện đi ra khỏi nhà hết, chừa một mình bả ở nhà thôi, với lại con heo thôi. Rồi chú nè, rồi con chú nè, với lại thằng hai nè, mới núp. Thì có cái lá bùa để núp mới được nha, nó không thấy. Chứ không có cái lá bùa của tôi á, núp là nó thấy à. Nếu như á, mà vợ của chú á, không cắn con heo á, thì đó là không phải bị quỷ nhập tràng. Còn nếu như nó cắn con heo á, nó uống máu, nó ăn thịt á, là lúc đó là vợ của chú là quỷ nhập tràng rồi. Chú phải bắt con quỷ đó ra, rồi chôn cái xác lại là cứu được vợ của cái vong hồn của vợ chú. Vợ chú thì chết rồi, chết lâu rồi. Cái ông hai mới đồng ý và ông nói là làm sao. Thì ông thầy á, ông mới mặc đồ cho con heo xong nha. Ông mặc đồ như kiểu mà đồ nít nó, mà ông cắt ra, ông để vô cho nó mặc. Xong rồi á, ông làm bùa thêm một lần nữa, rồi ông mới đưa cho mọi người lá bùa để như là ẩn nấp cho không cho con quỷ nó thấy á. Rồi ông mới đưa thêm một cái lá bùa lớn nữa, ông nói lỡ mà thấy nó ăn vậy đó là phải chai lại. Dán cái lá bùa lên người nó, rồi đưa cho chú Út á, một cái lọ nước là phải tạt vô người nó. Còn cái chuyện còn lại thì để ông lo. Thì ông thầy cũng đi theo, nhưng mà ông đứng xa, không có đứng gần nha. Cái tối đó gia đình mượn cớ này mượn cớ nọ đi hết ra khỏi nhà, chừa một mình cái con heo thôi. Đổi rồi, đổi đứa nít rồi, chỉ để là con heo ở trong nhà, giống vợ cho nó nằm xuống và lấy dây chằng nó lại với cả nhà, rồi cho nó cửa quậy trong cái khu vực cái trong trong vạc thôi. Thì giống như là con quỷ nó dòm vô, giống như là đứa con nít nó đang lăn qua lộn lại vậy thôi. Nó phát ra cái tiếng kêu này nọ, thì như làm thầy làm bùa rồi. Cái con quỷ nó thấy mọi người đi hết trơn rồi cả nhà, trong nhà còn con mình, nó lại nó liếm con heo nha. Liếm mà nó miếng nó chạy lòng vòng á. Ông hai nè, rồi chú Út và bác hai đó, bác hai trai đó, cái bằng đứng ở đó là lạnh người hết trơn. Thì nó cắn con heo các bạn, quấu cái tay nó cắn con heo. Thì lúc này ông hai rơi nước mắt, tại vì ông cũng hy vọng là không phải là vợ mình bị quỷ nhập tràng, nhưng mà bây giờ đó gặp như vậy rồi, trường hợp như vậy rồi thì buộc lòng phải làm thôi. Ông mới chạy lại, ông dán cái lá bùa vào, chú Út mới hắt cái nước phép vô đó. Hắt vô xong cái la lên tiếng, xuất ra liền. Nó xuất ra cả nhà, nó không có ở trong xác được. Thì ông thầy á, ở ngoài á, ông đợi sẵn mà, ông bắt. Ông bắt xong rồi á, thì ông cũng đi vô liền nha. Ông nói là gom cái xác lại đi, nó thúi bây giờ. Thì ông nói dứt tiếng khoảng chừng 5 phút sau, mọi người đang là mọi gom cái xác, thì cái xác bây giờ nó ôi thiêu, nó mục quá cả nhà. Giống như là nó sình lên á. Cái ông thầy về ông nói á, ông nói á, rồi đó, tôi biết rồi, quỷ đó thì tôi bắt rồi. Nhưng mà tôi nói cho cả nhà nghe, sở dĩ nó ở trong nhà lâu như vậy đó mà nó không bắt được cái đứa nhỏ đó, nó không ăn thịt đứa nhỏ đó, là nhờ đó nghe, nhờ vợ của chú nghe chú hai. Sao thầy nói vợ tôi chết rồi? Thì vợ chú chết rồi, nhưng mà cái hồn á là bị con quỷ này nó giữ lại, cho nên là không có báo gì được. Nhưng mà bà mới khiến á, bà khiến này khiến nọ cho con dâu của chú nè, rồi dâu của chị Sáu nè, rồi chị Sáu này nào nè phát hiện ra cái này cái kia. Rồi hai cha con của chú á, đi làm vậy đó mà chỉ khiến á, cho về, thím khiến cho về đó. Thì lúc này á, ông hai á, nghe ông thầy phân tích ra là toàn bộ đúng hết trơn cả nhà. Sau đó là chôn xác của bà hai. Rồi tối ngủ nha, là ông hai nè, chú Út, rồi thím Út luôn, kêu bạn gia đình buồn lắm. Nhưng mà tối đó là bà hai á, hồn bà hai bà về. Bà về bà mới cười, bà mới nói là thầy nói đúng, chị Sáu nhờ ơn của chị Sáu dữ lắm. Rồi từ đây sắp tới là tôi hết bị nó giữ rồi, thầy bắt nó rồi. Tôi cũng thanh thản ra đi rồi. Ông giáng sống với con cái, với con cháu nghe. Thì tất cả mọi người trong nhà, trừ cái đứa nhỏ nhỏ quá nó đâu có nói chuyện được đâu, mà nó cỡ hay là cái gì cả nhà, thì đều thấy là bà hai bà hiện hồn về để bà nói cái điều đó. Và từ đó về sau á, thì con quỷ nhập tràng nó bị thầy ông bắt rồi cả nhà, cho nên là cũng không có còn cái hiện tượng tâm linh ở trong cái ngôi nhà này nữa. Rồi
câu chuyện của ông Tư Lúa đến đây là kết thúc. Một câu chuyện xa xưa kể về quỷ nhập tràng khá là hay phải không cả nhà? Rất là rùng rợn luôn. Nói vậy nói trong nhà mà có quỷ nhập tràng mà ban đêm chỉ có mình thím Út ở trong đó thì nó quá ghê. Với lại đứa con. Rồi câu chuyện đã kết thúc. Bảo xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo.